Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ về sản phẩm Diazone 50EW. Đây là một trong những loại thuốc đặc trị nhện và mọc đục cành rất là hiệu quả trên cây trồng. Thì ở bên các bạn thì có cái mẫu chai của thuốc Diazone. Thuốc này thì được phân phối bởi công ty Adama. Thì mình xin chia sẻ luôn một cái phần chỗ này. Thường thường các bạn thấy cái phần là Diazone là tên thương mại, 50 là cái nồng độ hay hàm lượng. Còn cái phần EW này thì mình nghĩ là các bạn mới xem qua thì các bạn cũng thấy nó hơi lạ. Thì thật sự nó cũng không có gì gọi là khó hiểu. Nó là một cái dạng thuốc. Nó được viết tắt bởi hai chữ đó là water based emulsion, có nghĩa là cái dạng nhũ dầu của các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết thì mình cũng chia sẻ lại tí xíu. Có nghĩa là dạng thuốc thì mình phân tích như vậy để các bạn dễ nhớ ha. Nó có hai dạng chính. Một đó là cái dạng hạt hoặc là dạng bột. Thứ hai là dạng nước. Các bạn nhớ như vậy cho mình ha. Trong cái dạng bột và dạng hạt thì nó lại chia làm hai loại. Thứ nhất đó là dạng hạt và dạng bột phải hòa nước khi dùng khi phun cây, và cái dạng hạt và dạng bột không phải hòa nước khi dùng hoặc là khi phun cây. Cái dạng nước thì nó lại chia làm ba phần. Đó, thứ nhất đó là nhũ dầu, thứ hai là dung dịch, thứ ba là huyền phù. Thì mình cũng chia sẻ sơ sơ như vậy. Và cái EW này đó là dạng nhũ dầu các bạn nhé. Thì mình xin đi vào phần chính luôn. Thì phần cái chính của sản phẩm Diazone này đó là diazinan. Nó có ba lợi ích chính. Thứ nhất là cái dạng thuốc mới, cái dạng EW như hồi nãy giờ mình chia sẻ. Thứ hai là nó hạ gục nhanh, nó chặn đứng được nhiều cái dịch hại. Thứ ba là an toàn, không gây nóng cho cây. Thì công dụng Diazone là một thuốc trừ sâu phổ rộng, có tính thấm sâu, tác động tiếp xúc, vị độc và sâu hơi mạnh. Cơ chế tác động nó làm tê liệt hệ thần kinh của côn trùng. Dạng thuốc EW của Diazone thì rất đặc biệt, nó không những an toàn cho cây trồng mà còn làm tăng hiệu lực của thuốc. Diazone thì trừ nhiều loại sâu trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Ví dụ như các bạn trên lúa thì đặc trị nhện giá hoặc là sâu đục thân. Khi sử dụng thì các bạn pha cái liều đó là 45 đến 50ml trên bình 16 lít để các bạn phun lên trên cây. Lượng nước phun nước 1 hecta đó là 320 đến 500 lít nước. Đối với nhện giá thì cần đảm bảo lượng nước phun và không để ruộng bị khô. Thời gian cách ly đó là 10 ngày. Đối với cà phê thì để diệt con mọt đục cành thì chúng ta pha cái liều đó là 100 đến 150ml trên 100 lít nước. Chúng ta phun ướt đều cây trồng. Khi mọt đục cành mới xuất hiện thì nó sẽ có hiệu quả cao nhất. Nồng độ là từ 0,1 đến 0,15%. Xin gửi các bạn 0,10 đến 0,15%. Thời gian cách ly đó là 10 ngày. Thì đến đây mình cũng đã chia sẻ xong cái phần hóa chất thuốc Diazone, cũng giống như là công dụng và hướng dẫn sử dụng và một sự, và cái cách pha liều đối với thuốc Diazone. Thì xin mình cũng xin kéo lên để các bạn xem lại một lần nữa và mẫu mã của sản phẩm. Video mình chia sẻ về sản phẩm Diazone ở đây là hết. Thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.